Tô Lâm xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một mẫu xe côn tay hoàn toàn mới đến từ thị trường Ấn Độ các bạn nha. Chiếc xe có tên gọi là Honda Unico 160 của năm 2023 với một thiết kế rất độc, lạ và dị các bạn nha. Mình thì mình không muốn nhắc tới mẫu xe này có về Việt Nam chúng ta hay không. Tuy nhiên ấy, với khối động cơ 160cc này đã được Honda cho ra mắt tại thị trường Ấn Độ thì rất có thể trong thời gian sắp tới với khối động cơ này sẽ được áp dụng trên mẫu xe Honda Winix tại Việt Nam chúng ta. Bởi các bạn biết rồi, đã lâu lắm rồi khối động cơ 160 chỉ được áp dụng trên những cái mẫu xe tay ga thôi. Còn ấy, những mẫu xe côn tay là chưa có. Hiện nay duy nhất tại thị trường Ấn Độ, ngoài chiếc xe các bạn đang theo dõi ra, còn một mẫu xe nữa thiết kế cũng hao hao giống mẫu xe này nhưng đẹp hơn một chút các bạn nha. Chiếc xe có giá bán cao hơn vào khoảng tầm gần 70 triệu. Chiếc xe có tên gọi là X-Blade cũng trang bị khối động cơ côn tay 160cc. Và hiện tại trong thời điểm này, chiếc xe đang được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá bán tương đương giống Việt Nam chúng ta vào khoảng tầm 31 triệu đồng. Nhờ mức giá bán cực kỳ hấp dẫn này, chiếc xe Unico này hoàn toàn có thể dễ dàng thu hút khách hàng, tạo ra một cơn sốt mới hơn cả dòng xe Honda Winix lẫn mẫu xe Exciter. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Và mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đang trang bị cho nó 3 màu sắc các bạn nha. Phiên bản đầu tiên là một phiên bản màu đen bóng, các bạn theo dõi cận cảnh với một màu sắc ở đây. Với khối động cơ hiện tại là 160cc, trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI và tuân thủ theo cái tiêu chuẩn là PSVI OPD2, mang đến hiệu suất cao và hiệu quả cực kỳ cao các bạn nha. Tuy nhiên thì công suất đưa ra lại hơi thấp một chút, chỉ là 12,9 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút mà thôi. Nên cái điều này mình hơi lăn tăn một chút ở cái mẫu xe này các bạn nha. Nhưng đổi lại, mô men xoắn cực đại lên tới 14 Nm tại 5.500 vòng trên phút, đi kèm với đó là hộp số 5 cấp số. Hệ thống truyền này được nhà sản xuất tuyên bố mang lại mô men xoắn thấp và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mẫu xe này được trang bị cái bộ cân bằng đối trọng giúp và giảm rung động, tăng tốc mượt mà từ vòng tua thấp đến vòng tua cao. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản màu đỏ bóng cũng rất đẹp. Ngoài ra còn có một phiên bản màu xám ghi cũng cực kỳ ok các bạn nha, đang theo dõi trên màn hình ở đây. Đi kèm với đó là mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS một kênh cho phần bánh trước của phe, ngàm phanh 2 bít tông. Nhưng ấy, cái phần bánh sau của xe thì nó chỉ trang bị cho nó là hệ thống phanh tăng chống mà thôi. Khối động cơ nhìn rất to bản và ok. Khoảng sáng gầm xe cực kỳ lớn lên tới 187mm các bạn nha. Kèm theo đó nữa là cái chiều cao yên xe ở mức là 715mm. Dung tích mình xăng lên tới 13 lít. Mẫu xe này nặng 140kg. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Và hiện tại điều quan trọng nhất trên mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình là được hãng xe Nhật Bản giới thiệu một chương trình bảo hành đặc biệt cho dòng xe đi con mới này. Khi xe đi kèm được gói bảo hành lên tới 10 năm các bạn nha, 10 năm. Bao gồm có 3 năm tiêu chuẩn và 7 năm bảo hành có thể mở rộng tùy chọn thêm. Với mức giá bán hấp dẫn cùng với rất nhiều những trang bị vô cùng ấn tượng thì mẫu xe mới năm 2023, một dòng xe côn tay hoàn toàn mới này có thể thu hút được đông đảo khách hàng, tạo ra một cơn sốt mới trên thị trường xe máy Việt Nam chúng ta. Thậm chí nó cũng sẽ vượt mặt so với những cái đối thủ trong cùng phân khúc là dòng xe Honda Winix hay Exciter 150-155, sẵn sàng để trở thành vua côn tay mới các bạn nha. Đây là 3 màu sắc các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Và rất hy vọng rằng nếu như được về Việt Nam chúng ta thì điều đó là cực kỳ tốt rồi, nhưng rất là khó tại vì Việt Nam chúng ta rất ít nhập những mẫu xe đến từ Ấn Độ. Nên ấy, mình chỉ hy vọng rằng khối động cơ mới này sẽ được tinh chỉnh và áp dụng trên mẫu xe Honda Winix 1 ở Việt Nam chúng ta ấy, là cực kỳ ok và đáng để quan tâm các bạn nha. Đã có côn tay 160 rồi thì cái việc lên nâng cấp là cực kỳ ok luôn. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là 3 phiên bản được sơn zin và sơn độ 3D của mẫu xe Honda Winix mà mình muốn quay thêm với bạn thông qua video này để các bạn có thể nhìn ngắm các bạn nha. Với mỗi mẫu xe thì nó đều chứa đựng những cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Ở những cái dòng xe này các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết từ những phiên bản sơn zin với màu sắc bạc nhám này đến hai phiên bản sơn độ với màu sắc petronat và màu xanh lá cây cũng rất đẹp và cuốn hút luôn. Cả 3 mẫu xe này đang được bán chung mức giá bán là 35 triệu trong thời điểm hiện tại. Mức giá bán cũng đã cực kỳ tốt rồi. Các bạn lưu tâm đến cho mình như vậy. Đã cực kỳ tốt rồi các bạn nha. Những phiên bản sơn zin ở đây thì mình muốn đưa ra ấy, bởi giá bán của nó chung. Sơn zin là phiên bản màu bạc nhám, giá bán cũng vào khoảng tầm 35 triệu thôi. Còn đây là hai phiên bản sơn độ 3D thì nó sẽ lên từ những cái phiên bản tiêu chuẩn không được trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS thì nó cũng sẽ có bán mức giá bán tương đương là 35 triệu trong lúc này. Giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi, nó chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký thì tùy thuộc theo hộ khẩu các bạn nhé.
ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau một chút. Ở huyện đâu đó vào khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu, ở thành phố vào khoảng tầm 3,7 triệu đến 3,9 triệu với mẫu xe Honda Wake trong thời điểm hiện tại, rất cụ thể và chi tiết. Nên các bạn cùng với mình nha, mong ngóng mong chờ với khối động cơ 150 cũ đã rất ok rồi, DOHC cam đôi 6 số nếu được đưa lên với dung tích xi lanh là 160cc nữa thì quá là ok rồi. Không phải đổi bằng mà các bạn sẽ có cho mình những cái trải nghiệm ở một khối động cơ rất mới trên những cái dòng xe như dòng xe đang được bày bán ở Ấn Độ, bao gồm có hai mẫu xe là Unicos và mẫu xe X-Blade các bạn nha. Đó là những cái nội dung mình muốn chia sẻ thêm gửi các bạn thông qua video ngày hôm nay về dòng xe Honda Winner X, một mẫu xe đang rất được mong ngóng mong chờ cho năm 2023 này. Bởi mẫu xe này đã thay đổi với những cái phiên bản được nâng cấp rất là nhẹ rồi. Còn cái việc mà thay đổi toàn bộ rồi khối động cơ của xe thì từ những cái phiên bản trước đây đến bây giờ là chưa có, từ năm 2016 đến giờ các bạn nha, vẫn khối động cơ này mà thôi, có đâu đó chỉ chỉnh chỉnh nhỏ thôi, nên cho ra công suất mô men xoắn vẫn giữ nguyên 15,4 mã lực và mô men xoắn là 13,6 Nm. Nếu nâng cấp lên đâu đó vào khoảng tầm trên 17 mã lực này, mô men xoắn trên 14 Nm nữa thì quá ok. Chắc chắn khách hàng Việt Nam chúng ta sẽ rất quan tâm với dòng xe Honda Wake này. Mà mức giá bán ấy vẫn duy trì ở mức độ như thế này là càng ok và càng đáng để quan tâm hơn các bạn nha. Đó là một số những nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ thêm với các bạn thông qua video này về một mẫu xe côn tay hoàn toàn mới này đến từ thị trường Ấn Độ. Và như mình đã nói vào đầu video rồi, rất hy vọng rằng khối động cơ đó sẽ được nâng cấp tinh chỉnh lên ở mẫu xe Honda Winner ở đây, để khách hàng Việt Nam chúng ta và đặc biệt là giới trẻ có những cái trải nghiệm mới mẻ hơn ở một khối động cơ mới 160cc cho dòng xe côn tay các bạn nha. Cảm ơn này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Nếu các bạn muốn mua những mẫu xe Honda Wake này, các bạn đến trực tiếp với đại lý trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể xem xe cho mình, hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Nga Thứ là quản lý lý với số điện thoại 0969188283 xin được anh tư vấn cụ thể. Mẫu xe này sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi và hấp dẫn các bạn nha. Trả trước vào khoảng tầm 30% giá trị của xe thôi là các bạn có thể rước xe này về rồi. Còn chương trình khuyến mại thì rất nhiều những món quà tặng ưu đãi đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Cảm ơn các bạn đã dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.